Đây là trái hồng quân sư cô trộn với đường phèn đấy vậy đó. Trộn xong rồi chúng ta sẽ bỏ vào trong hũ nha. Nguyên liệu rất là dễ làm. Trái hồng quân một bình như vậy là khoảng 15 kg hồng quân cộng với 3 kg đường phèn và 3 lít rượu trắng mà loại rượu 45 độ nha quý vị, để cho nó ra cái thuốc nó nhanh với thêm cái là uống nó rất là ngon. Sau khi chúng ta ngâm khoảng 2 tuần là có thể uống được rồi đó, nhưng mà mình để càng lâu nó càng ra nó càng ngon. Đó, sư cô đang trộn những cái phần trái hồng quân nè. Đây là trái hồng quân núi nè quý vị, núi cấm nha. Đó, cộng với đường phèn. Đổ vào cái bình này xong chúng ta sẽ đổ 3 lít rượu vào. Đậy nắp kín lại. Rồi đem ra phơi nắng nha quý vị. Quý vị phải nhớ phơi nắng nha, để cho nó có cái độ nóng của nắng và thuốc nó sẽ ra cho nó nhanh. Đó, sư cô đang trộn nè. Đây là một cái bài thuốc rượu trái hồng quân. Chúng ta uống nó bổ thận nha quý vị, bổ thận nha. Vâng, Tiến Dũng Thái kính chào tất cả vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi trưa thanh tâm thần an lạc. Và buổi trưa ngày hôm nay sư cô từ ở núi Cấm đã mang những cái phần trái hồng quân để xuống am của cô Năm và tặng cho cô Năm một bài thuốc ngâm rượu bằng trái hồng quân. Đây, bài thuốc hồng quân, trái hồng quân này không biết là có công dụng gì đây, để Tiến Dũng sẽ nhờ sư cô giải đáp và hướng dẫn cái cách ngâm như thế nào nha. Dạ, chào sư cô. A Di Đà Phật, chào Tuấn Dũng. Dạ, sư cô, cái trái hồng quân này mình ngâm rượu thuốc này đã có công dụng gì không sư cô? Cái trái hồng quân này thì là cô cũng mới lần đầu tiên cô mới làm điệu hồng quân để cúng dường các Phật tử ở trên núi, hôm nay xuống làm cho cô Năm. Hôm nay là lứa hồng quân cuối mùa, đặt hàng tháng này mới có đó. Thế thì hồng quân này cô xem trên mạng và người dân trên núi nói rằng là từ quả đến gốc, rễ, cành, lá nó đều chữa bệnh hết. Mà cái rượu hồng quân này uống là bổ thận. Bổ thận thì cô cũng bị thận, nhưng mà hôm cô cũng khai cái nọ rượu mà cho Tuấn Dũng đấy, thì cô uống cô thấy cả đêm không có dậy đi tiểu, cho nên cô biết là chắc chắn là bổ thận, thế cho nên là cô toàn làm cúng dường thôi. Hôm nay là còn 20, mới mua được 20 kg, phải đặt trước hàng lâu rồi, mấy tuần hôm nay mới có. Đấy thì bây giờ cái quả hồng quân này á, mình mà nếu mà mình mà để nó như này mình ăn nó rất là chát, thế nhưng mà mình lăn cho nó nẫu ra thì mình ăn nó rất là ngọt. Thế cho nên khi mình làm rượu ấy thì mình cũng phải lăn nó nẫu ra thì cái rượu nó mới ngọt được. Chứ nếu mình để nguyên cả quả như này hoặc là mình cắt làm đôi thì nó vẫn không ngon bằng mình lăn nó lẫu ra. Lăn nó lẫu ra xong là mình mà lấy các cái que tăm ấy, 4-5 que tăm mình châm vào, xong rồi mình để từng lớp mình giải đường ra thì nó ngon nhất. Nhưng mà làm thế thì hơi cầu kỳ, hơi lâu. Thì mình lăn như này xong rồi mình cắt làm đôi ra. Mình cắt làm đôi này thì cứ 1 kg hồng quân là mình cho 2 lạng đường. Ký hồng quân là cho 2 lạng đường. Thế xong rồi mình cứ 1 lớp hồng quân là một lớp đường. Thế xong bắt đầu mình để đầy cái bình này. Để bình này thì cho nó ngấu đường đi, thì bắt đầu là mình cho khoảng 1 lít rượu lên trên để cho nó khỏi thối. Để cho nó khỏi thối thì mình đậy vào, thì có thể là 1 tuần sau là mình có rượu hồng quân uống rồi. Nó ngon hơn tất cả các loại siro trên đời luôn. Nó ngon hơn rượu vang nho, vang các loại vang Đà Lạt luôn, và các cái nước dâu tây các thứ luôn. Mà cái chính là bổ thận. Cho nên là cô thấy lợi ích quá, mà này ở trên núi rất là rẻ. Cái quả hồng quân này cô nghe thấy trên mạng mà không có dịch ấy, mà chuyển đi về thành phố là 80.000 một ký. Thế nhưng mà ở trên núi là có 7.000 một ký thôi. Nhưng mà hôm nay là cuối mùa rồi cho nên là cô phải mua 10.000. Chứ bình thường có 7.000 thôi. Nhưng mà nếu mà đây là mua tại vườn, chứ còn nếu mà mua buôn người ta phải bán 15.000, ta phải lời gấp đôi. Nhưng mà thôi, mình mua để cho dân có tiền. Mình làm rượu này xong rồi mình đóng vào chai, xong mình để uống dần. Mình làm siro cho đá rồi mình uống dần. Thế nên là bổ lắm. Nếu mà không dịch á, là mình không có giá như này đâu. Nếu mà không dịch thì chuyển về thành phố hết. Chuyển về thành phố là 80.000 một ký. Cho nên dịch là mới còn lại đây ha, còn đóng ở đây ha. Để hôm nào mà chảy ra nước rượu á, màu hồng á, thì Tuấn Dũng quay cho Phật tử nhìn, để Phật tử làm uống. Tuấn Dũng nếm hộ luôn. Mình ngâm khoảng bao lâu mình mới uống được sư cô? Thì mình để 1 tuần thì mình cũng uống được, nhưng mình nên càng lâu càng ngon, từ 3 tháng đến 6 tháng mà.
đấy, càng để càng lâu càng ngon. Thế nhưng mà nhớ các vị phải nhớ là mình phải rửa sạch, không để cái đất bùn nó bám vô và về và phải nhổ cái cuống đi, không để cái lá thối nó bẩn nó vô, và mình phải để cho quả hồng quân nó khô nó ráo nước, chứ không mà cẩn thận nó thối thì bình lọ mình để lọ khô ráo vào từng lớp rồi để mai mốt mình uống mình bắt ra thôi. Mình bắt rồi ra nhớ nhớ bịt nó vô, khẩu kiến nó bò vô. Nó là cái rượu vang siro ngon lắm. Nên đổ rượu trắng rượu gạo lên cho nó khỏi thối thôi. Thành ra là các huynh đệ đang dò ha, đang dò cho nó mềm ha. Mình mà đổ thêm cái rượu thuốc bắc vào nữa thì càng ngon các vị ạ. Thấy chị Tư bên cạnh chị đổ thêm một ít rượu thuốc bắc vào, trời ơi thơm lắm, nó thơm mùi thuốc bắc ấy. Rượu thuốc mà bắc uống hả? Nó thuốc bắc ấy, thuốc bắc ấy. Thế nhưng mà nó là cái rượu mà họ ngâm sẵn thuốc bắc rồi. Thì thay vì mình cho một lít rượu trắng thì mình cho thêm nửa lít rượu thuốc bắc vào. Nói chung mình làm như rượu vang mình uống thôi, chứ mình không có kiểu như là rượu nặng đâu, uống nó như rượu khai vị vậy ấy. Như thuốc ấy, cho người già mà thận yếu uống rất là tốt. Đây các huynh đệ đang dò từng trái hồng quân. Sư cô cứ làm được mẹ nào sư cô lại cho dò cho nó mềm nha, dò cho nó mềm xong xuôi rồi sư cô sẽ cắt ra, cắt ra làm đôi. Mai mốt mà hết dịch là các đến mùa là các vị đặt trên mạng là làm. Thôi về thành phố thì đắt cũng được, còn hơn là không có thì công vận chuyển á. Vận chuyển mai mốt mà đến mùa mưa này núi cấm có hồng quân này. Mưa núi cấm có hồng quân này. Em có nhờ là Tuấn Dũng đi làm từ thiện con phát hồng quân này. Nên sư cô xuống làm để cúng dường coi là các vị Bồ Tát ở dưới coi là am con năm nấu cơm đấy. Mai mốt mùa hè nóng nực là các vị mỗi người uống một cốc rượu tiên dược. Đây là tiên dược đấy, các vị thần tiên ở trên núi, tại vì trên núi tất cả các cái cây quả thuốc là các vị tiên trồng hết. Trên cô gọi cái món này là tiên dược. Tiên dược hồng quân ha. Thấy uống mà là má hồng luôn. Rất là ngon vậy. Cái trái nghe cái tên rất là hay nha, cái tên rất là đẹp. Hồng quân. Mai mốt uống mà nhớ sư cô lắm ấy ha. Trái này nhìn nhớ hồng quân. Mùa sau uống hồng quân nhớ sư cô và sư cô ơi. Nhìn nhớ sư cô nhìn trái là nhớ hồng quân lão tổ ha. Hồng quân. Thấy trái hồng quân rất là ngon các vị. Chín đỏ này là chúng ta dò, đặc biệt là cái trái này chúng ta trước khi ăn là chúng ta phải dò nghe, dò cho nó mềm lại, như thế này nè, nó dò cho nó mềm rồi chúng ta cắn chúng ta ăn, nó rất là ngọt, rất là thơm ngon, có một cái vị chua nhẹ nhẹ nhưng mà có hậu ngọt rất là ngon thiên nhiên. Bây giờ chúng sẽ ăn cho vị xem trái trước nha. Đây bây giờ chúng ta dò này nha. Đây bây giờ chúng sẽ ăn thử cái trái của mình cho vị xem nha vị. Đây chúng ta sẽ ăn. Bây giờ trước khi ăn là chúng ta sẽ dò ha, dò trái cho nó mềm lên. Đó, mềm mai mốt đến mềm để rồi. Mà cho nó ra cái nước của trái hồng quân trong này đi. Đấy, chúng ta dò cho rồi nó sẽ ra cái nước rồi chúng ta sẽ cắn nè. Mà cô năm thu mua cho dân không gì ngọt, có vị chua nhẹ rất là thơm ngon. Ôi ôi ngon quá chị con ơi. Khi nào mình vào tận vườn hồng quân mình quay ha. Thôi chắc phải để mùa sau chứ bây giờ hết mùa rồi. Mình vào tận vườn hồng quân mình quay các rừng hồng quân ở trên núi cấm á. Quá ngon. Cái trái này các chị em phụ nữ rất là thích. Để đến mùa dâu năm nay. Sao mà cô còn các chị em đang dò tiếp kia cho cô nữa vậy nha. Mày đập liền một lúc ấy hả? Dò sư tỷ này có một sư tỷ này có một cái chiêu mới này nha. Dò dò bằng bọc ha, để vô nhiều trái dò chứ không dò từng trái nha. Cái này cũng một cái cách làm hay nha. Đây mới là nghề này. Hay ha, dò mui bọc luôn ha. Đây sư tỷ đang dò khoảng một chục trái, sư tỷ để vào sư tỷ dò việc đó. Vậy là cái trái hồng quân này là cái công dụng của nó là bổ thận hay sư cô ha, bổ thận ha. Hả? Bổ thận. Thì cứ lên mạng đi. Có chị nhức mỏi không sư cô? Nhức mỏi không? Thì cô không biết được nhưng mà chắc là nó bổ thận là nó bổ tất. Thế nhưng mà nó thuốc mà tất cả cây hồng quân này từ lá đến cành đến rễ đến trái là đều làm thuốc hết. Họ đều thu mua làm thuốc hết. Chị mỏi chứ.
Dạ kính thưa sư cô, thì cái công thức mà mình ngâm bao nhiêu ký hồng quân và bao nhiêu ký đường phèn sư cô? Đường cô thì cô làm đường trắng thì là một ký hồng quân là hai lạng đường đường trắng, một ký đồng quân này hai lạng đường trắng, có một ký hai lạng đường trắng. Nhưng hôm nay để làm là 20 ký hồng quân này thì cô năm mua 4 ký đường phèn. Đấy, đường phèn thì ngon hơn đường trắng rất là nhiều lần mà rất là quý. Thế mình làm khi mà mình lăn ra mình cắt làm đôi rồi thì có khoảng mà 2 ký khoảng được 2 ký hồng quân thì mình lại cho 4 lạng đường vào. Mình lại cho 4 lạng đường vào 2 ký hồng quân. Mình cho vào tận nơi thì mình coi như là mình để từng lớp cho cô ha. Mỗi một lớp hồng quân là một lớp đường phèn vậy đó ha. Xong bắt đầu mình cứ từng lớp đường phèn rồi từng lớp hồng quân mình ngào cho nó nát rồi mình cắt ra xong mình lớp lớp hồng quân. Sau khi đến đầy bình thì bắt đầu mình đổ rượu lên. Bình thì mình để đến vài tiếng đổ rượu lên thì nó cho nó ngấm đường cho nó ngon. Đổ rượu lên để cho nó khỏi thối. Cho nó khỏi chua nữa. Đó. Lát là đầy bình thì bắt đầu là cô sẽ mới cho rượu sau. Sau khi bắt đầu mình sẽ làm tiếp tục hồng quân cho cô ha. Coi như là từng lớp vậy đó ha. Vâng, và tiếp theo sau đây sau khi những cái phần hồng quân và đường phèn sư cô đã để xen kẽ từng lớp đã đầy bình thì tiếp theo sư cô sẽ đổ rượu gốc rượu 45 độ quý vị. Rồi sư cô đổ khoảng bao nhiêu lít sư cô? Cho 2 lít rượu thôi. 2 lít rượu mà khoảng gọi là cái bình này là phải 10 mấy ký đó. Mười mấy ký hồng quân đấy, mười mấy ký hồng quân thì cũng phải 2 ký đường đó. Hai ký đường là 2 lít rượu. Rượu đó. Rồi khi nào các quý vị mà muốn uống thêm rượu thì các vị cho thêm rượu. Thì khoảng 10 ngày là uống được rồi. Rồi đến 5-6 tháng thì uống, 3 tháng đến 6 tháng thì uống ngon hơn. Đường phèn thì nó sẽ rất là ngon. Đường phèn nó ngon hơn đường cát nhiều lắm. Xong mình đậy thì cái lọ này nó có một cái lỗ hở trên này đó, là mình phải dán bằng keo kín vào nha. Dán bằng keo kín vào. Ngày mai mốt mà nó ngót xuống thì các quý vị có thể cho thêm mồng quân nữa vào cũng được. Mai nó ngót xuống á, các quý vị cho thêm mồng quân vào cũng được. Để uống xem như thế nào, các quý vị muốn cho thêm cái gì thì cho thêm mồng quân, cho thêm rượu, hay là có thích uống ngọt thì cho thêm đường. Còn thấy đủ rồi thì thôi, thì mai mốt mình uống mình đập đá vô, nếu nó ngọt mai mốt mình đập đá vô mình làm rượu vang uống. Quá quý. Cô nghĩ chắc là cô phải cho 3 bịch quá. Nãy giờ là sư cô làm mấy tiếng đồng hồ mới được khẩu bình cũ này sư cô? 3 tiếng này, 3 tiếng mà bao nhiêu người đó. Chứ một mình cô ấy, bình của Tuấn Dũng một mình cô là cô làm mấy ngày luôn. Mỗi ngày làm chục ký, mỗi làm chục ký. Nó lâu là do mình dò cái trái hồng quân sư cô ha, vò trái này ha sư cô ha. Được rồi, để đây là cho 3 bịch vào đây, còn cái này thì cho 2 bịch. Ủa cái này là 1 lít đấy sư cô. Cô cho thêm rượu. Vậy là sư cô đổ thêm 1 lít rượu nữa là 3 lít ha, 3 lít luôn. Đừng có cho nhiều quá để cho nó thành rượu vang, cho nhiều quá nó thành gì rượu trắng. Như này khi cái ngọt cái chua của hồng quân đường phèn chảy ra là nó thành rượu vang thôi. Mai là nước sẽ tràn lên đến đây đó. Mai là nước sẽ sình lên đây nước á. Xem đi nào. Giờ cô cho như thế này thôi, không cho gì nữa. Vâng, vâng, thưa quý vị, và sau khi hôm qua đã sư cô đã ngâm một hũ bình lớn thế này rồi thì hôm nay sư cô tiếp tục trở lại âm của cô Năm để ngâm 2 thùng rượu trái hồng quân như vậy cộng với đường phèn nha. Đây là trái hồng quân này, chúng ta chẻ ra làm đôi cho nó hơi chập ra ha. Đây. Rồi, sư cô trộn với đường phèn. Con lấy cái ly trắng nhỏ xíu rót cho cái hồng quân hôm qua cho nếm thử xem. Đã trộn trong vô rồi, bắt đầu chúng ta chín năm. Nam mô Đà Phật, thưa quý vị, và hôm nay sư cô tiếp tục trở lại âm của Năm để ngâm những cái rượu gọi là đây là rượu trái hồng quân như vậy nó. Đây là mới có một ngày nè quý vị ơi. Mới có một ngày mà ra cái màu hồng đẹp quá ha. Đấy là có từ hôm qua thôi đấy. Mà để 3 tháng nữa thì nó đẹp cực kỳ, nó đẹp như cái màu áo này, gần như cái màu áo này luôn. Xong mà tự dưng hôm nay cô Liên Nghiêm lại mặc áo này nha. Chị Năm này mặc cái này luôn. Này giống như rượu hồng quân này. Đây. Rồi, đâu có Năm ngắm thử cô Năm. Mới ngâm hôm qua cô Năm. Là muốn cảm nhận như thế nào cô Năm ha? Ngon không? Ngon quá. Rất ngon, để có từ hôm qua thôi đấy mà 3 tháng này nó ngon. Cảm ơn sư cô nha. Đã có tình thương yêu với bếp ăn để làm những cái rượu uống để cho có sức khỏe, để phục vụ cho bà con chăm họ ha. Cô vừa làm, cô vừa chỉ đại bi mà.
Đó, sáng nay cô phải lạy Phật trì đại bi, vừa làm vừa lạy, vừa lạy Phật trì đại bi niệm Phật. Yeah. Đấy, để hồi hướng cho các quý vị. Yeah. Đó, mai mốt mà cô Năm phải để lại cái bài này. Thế là mai mốt là mình về với Phật, mình chuyển cái gấp rồi đó, các đệ tử ở đây làm. Cứ đến mùa mình thu mua mình làm thật nhiều. Yeah. Thu mình làm thật nhiều. Mình làm rồi để cho bá tánh. Từng chai mình cất từng chai một. Yeah. Rồi dùng nếm thử đi. Rồi dùng nếm thử đi. Để cô uống thử con nào. Quá ngon con nào. Ngon. Mới ngày hôm qua nay bằng nước kìa, hồng ngon vậy hả? Ừ, con uống thử là ngon lắm. Ừ. Ngon thấy không? Cái này mà để càng lâu nó càng ngon nữa làm không? Càng lâu nó mất đi cái mùi rượu nó, yeah, lại còn lại là cái mùi thuốc không ngon, yeah, còn ngon nữa. Mới có một ngày thôi, mới có ngày thôi mà ra nước hồng vậy nè. Để càng lâu càng ngon, cái vậy chứ cô nói để càng lâu càng ngon. Mình phải ngào, mình phải ngào với đường. Yeah. À, thực ra là mình ngào với đường trước xong là mình mới cho vào keo. Yeah, yeah, mình chứ mình để từng lớp cũng được, nhưng mà đúng ra mình ngào với đường thì là nó càng thấu hơn. Yeah, còn cái trái này trái xanh này. Yeah. Trái này trái xanh này nó rất là chua. Yeah. À, mà nó chua nó rất là ngon. Nó chua không với ngọt này hai thứ đó. Ngọt thì mình đừng để ngọt không mà đừng để xanh không, mình trộn hai cái vào với nhau. Thế mình không bỏ cái gì cả để cho nó có vị chua. Chứ còn xanh không phải là không ngon đâu, xanh nó rất là chua, còn chín thì nó rất là ngọt. Yeah. Làm cả hai cái thì nó rất là ngon. Yeah. Nó ngon như là dâu rừng cả như là đây nguyên liệu là nho, trái nho, hồng quân nha vị, rồi đường phèn nha, đây là rượu nè. Một bình này thì mình cho 3 lít rượu đi. Dạ, một bình cho 2 lít thì hơi ít, tại vì cái bình này phải gần 20 kg đó. 15 kg, cỡ 15 kg. Thì hôm qua 17 kg. Dạ. Còn dư lần chút. Chiều con mua thêm 5 kg là 23 kg. Là 22 kg, 22 kg, sáng nay 15 kg nữa. Dạ. Đó là 37 kg. Dạ, 37 kg làm được 2 bình. Dạ, đúng rồi, bình cỡ 17 18 kg. 37 kg đó. Dạ. 4 thùng này thì cũng xem như là gần như là 15 kg một thùng ha. Dạ dạ hơn. 15 kg một thùng, gần 5 kg một thùng. Dạ. Đây cô đang vô bệnh viện. Sau khi đã trộn đường với trái hồng quân xong, chúng ta sẽ bỏ vào trong bình đầy, trong xô chúng ta sẽ đổ rượu vào, đổ 3 lít rượu vào nghe Vi. Yeah. Mai là cô nhập thất rồi, hôm nay là giãn cách là mai là cô nhập thất rồi. Dạ, cảm ơn sư cô đã tranh thủ để mà làm cho kịp mấy bình rượu này để mà sư cô nhập thất ha sư cô ha. À, sư cô cảm ơn Tuấn Dũng và chị Năm và Phật tử đã con là tạo duyên cho cô để cô được làm phước này để cô hồi hướng về vô thượng bồ đề. Hồi hướng cho tất cả pháp giới và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Nếu không có mọi người thì cô đâu có được cơ hội để cô làm phước. Làm phước bao nhiêu chưa là đủ, một lời ngã mạn đã là dư. Cảm ơn Tuấn Dũng, cảm ơn cô Năm Thảo, cảm ơn các Phật tử. Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thế hôm nay là xong rồi, hôm nay là kết thúc 3 bình rượu này là cô xong nha. Cô hồi hướng công đức cho tất cả Phật tử ở đây để nấu cơm chay cho các Phật tử từ thành phố và là về cái cách ly ở miền Tây. Đó, mai là cô nhập thất rồi. Đây là trái hồng quân là sư cô trộn với đường phèn đấy vậy. Đó. Trộn xong rồi chúng ta sẽ bỏ vào trong hũ nha. Nguyên liệu rất là dễ làm. Trái hồng quân một bình như vậy là khoảng 15 kg hồng quân cộng với 3 kg đường phèn và 3 lít rượu trắng mà loại rượu 45 độ nha vị, để cho nó ra cái thuốc nó nhanh với thêm cái là uống nó rất là ngon. Sau khi chúng ta ngâm khoảng 2 tuần là có thể uống được rồi đó, nhưng mà mình để càng lâu nó càng ra nó càng ngon. Đó, sư cô đang trộn những cái phần trái hồng quân nè. Đây là trái hồng quân núi này nha vị, núi cấm nha. Đó, cộng với đường phèn. Đổ vào cái bình này xong chúng ta sẽ đổ 3 lít rượu vào. Đậy nắp kín lại. Rồi đem ra phơi nắng nha vị. Quý vị phải nhớ phơi nắng nha, để cho nó có cái độ nóng của nắng và thuốc nó sẽ ra cho nó nhanh. Đó, sư cô đang trộn nè. Đây là một cái bài thuốc rượu trái hồng quân. Chúng ta uống nó bổ thận nha vị, bổ thận nha. Bổ thận nhức mỏi rồi nha. Đó, rất là hay. Cho từng lớp quả xanh, từng lớp quả chín, quả xanh rất là chua luôn, quả xanh vừa có quả chín luôn nha vị, để cho nó vừa có độ chua vừa có độ ngọt của trái hồng quân nha. Quá ngon rồi vậy. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ thưa sư cô, sư con thấy sư cô làm hai cái bình rượu này mà từ lúc mà 12 giờ tới bây giờ gần 4 giờ chiều rồi, là 4 tiếng đồng hồ mà hai bình rượu vậy, cái tâm của sư cô như thế nào sư cô? Cái tâm đó, cái tâm nó chả thế nào cả, chẳng thấy là mình làm hồng quân, không vẫn thấy mình làm hồng quân, nhưng mà tâm nó thanh tịnh mà nó vào định dễ hơn là mình ngồi thiền luôn.
Nó rất là định. Hoàn toàn không khởi cái tâm gì cả, chỉ có thấy làm mà làm. Bóp vào hồng quân nẫu ra, cắt làm đôi vào cho nẫu ra, xong bỏ vào, xong rồi trộn đường, rồi vứt hàng thao tác một thế 4-5 tiếng. Cô thấy cứ như là kiểu như là 5 phút 3 phút ấy. Đấy. Thế cho nên là cái đây cũng là một pháp tu. Một pháp tu của các vị Bồ Tát. Làm gì mà không thấy mình làm gì? Đó, không làm gì mà thấy mình làm tất cả những gì khiến nữ thích ăn vui. Ở bên Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng ấy có trái Ambala trong kinh Phật á. Trái Ambala ở ngoài Bắc gọi là trái me rừng, còn nó bên bên Ấn Độ gọi là Ambala trong kinh Phật, là rất là nói với nhiều trái Ambala. Trái Ambala nó cũng tròn, một cái từng khứa một to này. Mà cái trái Ambala là chữa bệnh. Chữa bệnh, chỉ cần ăn một miếng mà thôi là chữa hết, là diệt sạch virus trong cổ luôn. Chữa ho rồi chữa tà mạo cảm kiếp. Cho nên người Ấn Độ họ rất thích ăn trái Ambala, dù rất là chua chát. Thì cái trái đó thì nó cũng rất là rẻ. Ở bên Ấn Độ mỗi lần cô mua là cô mua nhiều, giống như như là hồng quân này này. Xong cô sắt nhỏ từng mỏng từng miếng ra, xong cô trộn muối ớt. Xong rồi khi mà cái pháp hội mà ở Bồ Đề Đạo Tràng, pháp hội đó, pháp hội là hàng chục ngàn có vị tăng Phật giáo Đại Thừa mà người Tây Tạng đó. Là cô cứ cầm cái bình Ambala như này, cô sắt nhỏ sắt lâu lắm, sắt pét hết cả tay đen như này này. Xong trộn muối ớt ngấu rồi thì bắt đầu là cô sẽ cầm cái Ambala đó, là tại vì đây là một cái pháp tu của Phật giáo Đại Thừa. Thế là cô cứ cầm từ cái muôi này này, từ mỗi người là cô đưa. Khi mà cô đưa cho các vị tăng thì các vị rất là cung kính, các vị rất là cung kính, và vị nào cũng xòe tay ra này này, xong rồi hứng mấy trái, xong rồi ăn. Mà có pháp hội hàng vạn người như vậy đó, hàng vạn người mà không kịp đâu. Ví dụ như đi này thì đi nhanh lắm, thì vòng pháp luân ở trên Bồ Đề Đạo Tràng đến tầng 2, tầng 1 là chỉ được người này thôi, chứ không phải người nào cũng được, chứ đứng lại mà lấy được tắt đường. Cho nên cúng dường nó rất là khó chứ không phải là dễ. Thế cô cứ cầm, cô mỗi người phải mũi nhanh lắm, nhanh với một cái tốc độ cực kỳ, tại người đi cũng nhanh luôn. Người đi kinh hành cũng nhanh hơn pháp mọi như thế. Người pháp mỗi người là vài miếng. Nhưng mà cái tâm mình là sanh hỷ, mà cái người nhận nó cũng sanh tâm hỷ, và họ hồi hướng rất nhiều công đức tu cho mình. Cho nên cái pháp tu cúng dường bố thí tức là nó rất là vi diệu. Đấy, ví dụ khi mình cô thì cô ví dụ cô không có tiền, cô tu làm gì có tiền, nhưng mà Phật tử cúng dường cô thì cô lại lấy cái tiền đấy của Phật tử, rồi là cô mua đồ rồi cô lại làm này, cô hồi hướng cái công đức. Và các vị tu ấy, họ nhận cái tài thí của mình á, thì bắt đầu là họ hồi hướng cái công đức cho mình đó. Cho nên là tuy là mình làm như thế này thôi, nhưng mình hưởng đủ công đức tu của tất cả các vị. Cho nên là cái pháp cúng dường hay lắm, là A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Rồi chào Tấn Tú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Kính thưa sư cô, thì hôm nay nhân dịp sư cô xuống ăn của cô Năm để làm những cái hũ rượu trái hồng quân, thì con cũng xin thay mặt hai vị mạnh thường quân trợ duyên cúng dường với sư cô. Là thứ nhất là Zalo của chị Phạm Thị Hoài, trợ duyên cúng dường với sư cô là 1 triệu. Thứ hai là một mạnh thường quân chuyển khoản tên là Châu Mỹ Thị Thảo 400 ngàn, tổng cộng là 1,4 triệu. Thì con cũng xin trợ duyên với sư cô là 100 ngàn, nữa là chẳng 1,5 triệu để cho sư cô mua cái ghế dựa để đọc sách và nó mua đọc Phật. A Di Đà Phật. Cô cảm ơn Phật tử, cảm ơn Tuấn Dũng. Hôm qua nay thì mấy hôm xuống làm rượu hồng quân cúng dường cho cô Năm, để cô Năm làm vật sự. Thế bây giờ chuẩn bị cô lên thất, cô nhập thất, cô lên núi cô nhập thất. Rất là cảm ơn Phật tử, số tiền này cô nhờ Tuấn Dũng và cái Năm mua cho cô cái ghế. Cái ghế thì cô ngả lưng ở trên thất, ở phía bên ngoài có chưa có cái bàn ghế đâu cả, nên rất là cảm ơn Phật tử. Nên là Tuấn Dũng chở ghế lên là cô sẽ quay lại cái ghế đó cho các Phật tử xem, gửi cho Tuấn Dũng. A Di Đà Phật, cảm ơn Phật tử rất là nhiều. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Phạm Thị Hoài và Châu Thị Mỹ, Châu Thị Thảo, trợ duyên cúng dường với cô. Và kính chúc cho tất cả quý vị luôn thanh tâm thường an lạc. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Hôm nay sư cô đã mua được cái chiếc ghế bằng gỗ này nè vị. Đây. Chiếc ghế bằng gỗ này có hai vị Phật tử đã trợ duyên cúng dường với sư cô. Nam mô Đà Phật. A Di Đà Phật. Sư cô cảm ơn Tuấn Dũng, chị Năm và cảm ơn các Phật tử rất là nhiều. Xuống làm rượu hồng quân cho chị Năm mấy hôm, hôm nay được chị Năm hồi hướng cho mua cho cô cái ghế này để các Phật tử cúng dường. Lát nữa sẽ trở lên trên đỉnh núi Cấm, trên thất của cô.
mai cô nhập thất xin hồi hướng công đức tu tập vô lượng công đức cho quý vị Phật tử A Di Đà Phật. Cảm ơn các quý vị Phật tử. Cái ghế này thì cô rất thích vì là khi mà cô ngồi như này mà ngồi lâu quá thì cô loãng xương ngồi nó hơi mỏi. Khi mà ngồi lâu quá là cô là ngả ra như này. Nó ngả ra này làm mà. Đó. Cô ngồi đọc kinh đọc sách đi. Ngồi đọc kinh đọc sách nhá. Ngoài thời gian ngồi thiền ra thì cũng phải đọc sách rất là nhiều và đọc kinh Phật rất là nhiều. Lúc từ công phu tụng kinh khác, còn lúc ngồi đọc sách để nghiên cứu khác. Cảm ơn Phật tử rất là nhiều. A Di Đà Phật. Cảm ơn Tấn Tử.